đầu tiên rồi. Mà sao giờ lại chưa ra gì vậy? Bật nhạc lên. Để bị chặt thôi, nó gãy luôn à, gãy luôn. Nhưng mà chắc anh nói tưởng là bình thường luôn. Đấy à, đấy chặt, gãy luôn, gãy luôn. Tao không biết là sao. Anh hiểu em ơi, anh hiểu em ơi. Đây là tụi kia đâu? Gãy luôn rồi. Tụi kia đâu? To luôn, người ý á. Việt cười Việt. Anh tin là lọc một cái lưới rồi kiểu này hết. Thiền nó dẫn đầu đúng không? Thiền dẫn đầu đúng không? Ok. Hiền mới lấy em. Đánh anh em. Ba trái rồi. Ba trái thôi, ba trái thôi. Ok, ba trái rồi. Để cho Ben tư xin người. Khi ra mổ anh? Có mổ không anh Việt? Mổ chứ. Khi ra khi ra mổ. Dạ. Mổ chứ. Trời. Mổ chứ. Mổ chứ. Đi sao chắc được nó. Bây giờ đây coi trên kia xin trên kia ra sao. Mới vừa mới vừa năm mới tầm 10-15 phút mình chua thì thua xong thì bắt đầu bị sao đâu trước khi thua à đâu thua xong bị thua xong rồi vừa thua xong rồi vừa bảo tao bóng cứ thua mày anh em chưa được đã bỏ người anh em thế luôn chứ nào kiểu là chơi tập trung xong tập trung xong đi bước đầu tập trung Thế nào?